Ngày 18 tháng 7 năm 2020, Delta V cùng chủ đầu tư Hardemon Holdings đã long trọng tổ chức cất nóc thành phố thẳng đứng, dự án chung cư giờ dây tại số 8 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng trong quá trình triển khai dự án, kết quả chứng tỏ chuyên môn cũng như nỗ lực của ban chỉ huy, sự sát cánh của ban lãnh đạo Delta, chủ đầu tư Hardemon. Dự án đã vượt qua nhiều thách thức khó khăn thời gian vừa qua để có kết quả ấn tượng này. Dự án giờ dây là một dự án mà tính kỹ thuật và tính mỹ thuật được chủ đầu tư đặt lên rất cao. Và khi tôi làm dự án này thì thực chất có thể nói nó là một biểu tượng của sử dụng công nghệ xây dựng trong các dự án tôi đã làm, có lẽ đến hàng trăm dự án. Thì cái tổ dự án này là cái dự án mà chúng tôi rất tự hào về cái mức độ áp dụng công nghệ một cách hoàn hảo. Chúng ta phải làm một cái sàn chuyển ở độ cao 25m và rộng 4.600m, chiều dày của nó là 2,5 m. Mục đích chủ đầu tư ở đây muốn là toàn bộ căn hộ phía trên nằm trên một cái bệ bền vững, một cái bệ hoàn toàn cứng, để quá trình sử dụng sau này do gió bão không có sự rung lắc. Đấy là những thứ mà kỹ thuật xây dựng ở Việt Nam có thể nói lần đầu tiên có ta làm ở một độ cao như thế, đổ một khối lượng như thế. Dự án này được làm một cách hoàn chỉnh, bài bản giống như nước ngoài, và độ thẳng đứng của nó được đảm bảo tuyệt đối. Thì đây cũng là một cái thành công trong ngành xây dựng, trong kỹ thuật xây dựng của Việt Nam. Thưa quý vị, có sự thành công ngày hôm nay thì chúng ta cũng không thể quên được những khó khăn trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sau Tết với đại dịch Covid. Các nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn về nhân công. Những người thợ khi mà trở về quê hương thì đã không còn cơ hội quay lại vì phải đi cách ly. Và chúng ta rất quen những hình ảnh một đoàn công nhân đứng ở cổng công trường đo thân nhiệt trước khi vào thi công, và những hình ảnh người công nhân làm việc rất mệt mỏi với những khẩu trang trên miệng. Vì vậy, với những khó khăn như thế, những thành công ngày hôm nay rất đáng trân trọng. Nhà thầu của Delta là đơn vị chủ chốt thi công phần thân và phần hoàn thiện của dự án. Để chúng ta khi chúng ta bước vào trong đây thì đã đều thấy một công trường rất là chuyên nghiệp và bài bản. Và để làm được điều đó thì nhà thầu đã phải đầu tư rất là nhiều, từ hệ giáo Nikken của Nhật Bản, bộ pha nhôm và tất cả những hệ thống để đảm bảo an toàn trong thi công. Với những cái nỗ lực đó thì đến thời điểm này công trình đã hiện lên với chất lượng rất là tốt, và tiến độ thi công thì được đẩy nhanh từ 5 đến 6 ngày một sàn, và đặc biệt là trong 2 năm vừa qua không xảy ra bất kỳ một cái trường hợp tai nạn lao động nào. Cái điều này rất là đáng trân trọng. Bên cạnh sự nỗ lực của tập đoàn Hardemon, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, sự đồng hành của tất cả quý vị ở đây để sao cho dự án chúng ta về đích đúng hẹn và dự án sớm trở thành một cái công trình điểm về kiến trúc, một công trình điểm về công nghệ thi công và một công trình điểm về công trường bài bản và hiện đại. Phần thân và hoàn thiện dự án gồm 42 tầng, trong đó 891 căn hộ và 3 tầng trung tâm thương mại, tổng diện tích mặt bằng 152.000m2. Dự án đã áp dụng công nghệ thi công mới như kết cấu lớn sàn chuyển tầng 5 cao 2,5m, diện tích 4.600m2 được triển khai với hệ giáo Nikken, thi công gang form mặt ngoài, dầm sàn, vách dùng cốt pha nhôm. Năng suất, chất lượng, độ an toàn và vệ sinh môi trường được nâng lên một cấp độ mới. Delta V bắt đầu thi công từ 15 tháng 5 năm 2019, dự kiến hoàn thành vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Trước đó, 4 tầng hầm cũng đã được Delta V kết thúc vượt tiến độ 10 ngày. Phong cách làm việc chuyên nghiệp của anh em Delta V tại công trường giờ dây đã giành được sự trân trọng và tình cảm tốt đẹp từ phía chủ đầu tư.